Quý vị các bạn, trên hình các bạn thể thấy đây là cảm biến vân tay của Samsung Galaxy A8 Star đã có mặt tại sửa động hoa cấp.vn. Cảm biến vân tay của Samsung Sky A8 Star tách biệt ra khỏi bảng main như này. Do đó việc thay mới sửa chữa cảm biến vân tay trên Samsung Galaxy A8 Star cực kỳ đơn giản. Quý vị các bạn chỉ cần cầm máy qua các địa chỉ của sửa động hoa cấp.vn, chúng tôi tiến hành thay mới với các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Những khách hàng ở xa không điều kiện đến với sửa động hoa cấp.vn, quý vị các bạn có thể sử dụng dịch vụ ship code COD. Chúng tôi sẽ ship cảm biến vân tay đến tận địa chỉ khách hàng yêu cầu. Quý hàng nhận được, quý hàng thanh toán tiền để bưu điện nhanh chóng, an toàn, tiện lợi. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn, xin vui lòng liên hệ 024 66 750 99. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.